Chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với thủ thuật phân cảnh trong video trên kênh YouTube của Tuấn Net. Các bạn khán giả thân mến, làm thế nào để phân chia từng cảnh trong một video khi chúng ta đăng lên kênh YouTube? Thực ra nó cũng rất là đơn giản các bạn ạ. Chúng ta chỉ cần nhìn qua, thông minh một chút là hiểu thôi mà. Ví dụ như ở trong cái video này, khi các bạn nhấn vào cái thanh thời gian, các bạn thấy không? Nó đã hiện lên từng khúc, từng đoạn một ngắt quãng. YouTube đã cho chúng ta một công cụ phân cảnh nâng cao, không những chỉ giúp cho khán giả, người xem dễ dàng tìm thấy những cái đoạn video của mình cần thiết, mà nó còn giúp cho video của chúng ta khi đã được phân cảnh dễ dàng tiếp cận tới các khán giả đang có nhu cầu tìm kiếm. Mình nói ví dụ như ở nội dung cái video này là cách phá khóa màn hình điện thoại. Và đương nhiên cả một quá trình phá khóa mình đã chia ra từng giai đoạn, từng bước, và mình đã phân cảnh ra rõ ràng từng cái thời gian hiển thị ở dưới cái phần mô tả. Nếu các bạn chuyên nghiệp, các bạn chỉ cần nhấn vào một trong cái khớp thời gian biểu hiện ở đây là nó sẽ đưa các bạn đến cái đoạn video tương ứng là 2 phút 52 rốt màn hình. Bây giờ các bạn hãy bấm vào nhé. 5 phút này, 2 phút 52 bấm thẳng vào đây này. Đấy, các bạn thấy không? Nó sẽ đúng luôn vào cái vị trí của rốt màn hình là hiển thị trên này là đấy, rốt màn hình là 2 phút 52 giây trên 9 phút là rốt màn hình, các bạn thấy không? Để phân cảnh làm sao để nó có các cái con số hiện lên màu xanh như thế này, để khi các bạn chỉ cần nhấn vào đây, ví dụ như mình đang muốn xem ở cái thời gian là 6 phút 54 đặt mật khẩu màn hình mới, thì các bạn chỉ cần nhấn vào 6 phút 54 nó đã chuyển cho các bạn đến luôn. Đó mới chỉ là khán giả nhìn vào cái con số thời gian. Còn bây giờ hãy kéo xuống và nhìn vào phân cảnh. Nó không những có cái đồng hồ con số thời gian mà hiển thị luôn cả cái hình ảnh trong video của chúng ta. Các bạn hãy kéo đi. Nó có từng đoạn rõ ràng như thế này. Để làm được như vậy, mình sẽ không dài dòng nữa. Sau đây xin chia sẻ với các bạn một cái cách mà mình vẫn hay từng áp dụng và cài đặt trên chính chiếc điện thoại mà mình vẫn hay sử dụng để đăng video lên kênh YouTube. Trước hết mời các bạn vào chính cái video chuẩn bị đăng lên kênh YouTube. Các bạn hãy chạy trước video để căn cứ vào giữa thanh thời lượng với lại cái cảnh trong video. Chỗ nào cần phân cảnh, chỗ nào cần kết thúc. Vì đây là chúng ta thao tác trên điện thoại, nó sẽ không nhanh, không tiện bằng cái con trỏ chuột trên máy tính. Các bạn nhìn thấy thanh thời lượng này không? Các bạn hãy kéo lên và căn cứ xem. Ví dụ như mình đặt cái 00 phút là bắt đầu, rồi đến 1 phút 25 là các bước phá mật khẩu của màn hình. Còn một cái cách xác định phân cảnh nữa trên cái video của mình là chúng ta vào thẳng cái ứng dụng mà chúng ta vừa chỉnh sửa video đấy. Cách xác định thứ hai là chúng ta hãy vào thẳng cái ứng dụng. Ví dụ như mình làm video bằng cái Kinemaster thì chúng ta hãy vào thẳng cái Kinemaster này. Đây là cái phút thứ đầu tiên là 00 bắt đầu. Thì 00 bắt đầu, sau đó chúng ta hãy kéo xuống cái đoạn 1 phút 25. Thì chúng ta biết rằng ở cái đoạn này là bắt đầu là cả các bước phá mật khẩu màn hình. Rồi, sau đó chúng ta hãy đẩy xuống đấy cái phút thứ tư ở đây. Cái phút thứ tư là chúng ta xóa xác minh tài khoản Google. Vâng, thì còn các bước sau thì các bạn cũng xác định như thế thôi. Bước thứ hai, mình sẽ chỉ luôn cho các bạn một cái cách soạn thảo sẵn cái phân cảnh cho nó nhanh. Trên điện thoại, tất cả những thứ soạn thảo mình hay sử dụng bằng Zalo. Có nghĩa là mình sẽ soạn thảo cái văn bản sẵn lên cái trang này. Sau đó mình copy vào, đợi đến khi mình đăng video lên kênh, mình chỉ việc dán vào nó sẽ nhanh và chuẩn chỉ hơn. Bây giờ mình sẽ soạn thảo sẵn cái phân cảnh của video này. Ví dụ đầu tiên là 00 2.00 rồi nhấn cách, chúng ta viết chữ bắt đầu. Sau khi viết xong cái cảnh 1 bắt đầu, các bạn hãy xuống dòng viết đến cảnh 2. Ở cảnh 2 chúng ta viết 01 2.25 các bước phá mật khẩu màn hình, nghĩa là 1 phút 25 giây đó các bạn. Sau khi chúng ta soạn phân cảnh được đoạn 2 thì tiếp tục hãy phân cảnh cho đoạn 3 tương tự, xuống dòng 0400 xóa xác minh tài khoản Google. Tương tự như vậy,
các cảnh còn lại của video, chúng ta cứ tiến hành làm theo. Khi các bạn cảm thấy những cái đoạn phân cảnh này ổn rồi, chuẩn xác rồi, các bạn có thể copy lại, dán vào cái phần mô tả trong video. Còn cái việc copy để dán vào phần mô tả hay tự viết vào phần mô tả như thế nào ý, thì sau đây mời các bạn chú ý đón xem. Đối với điện thoại, để đăng một video lên kênh YouTube nó có rất nhiều cách, nhưng chuẩn chỉ nhất chúng ta phải sử dụng cái trình duyệt Chrome. Tạo được phân cảnh trong video từ khi chúng ta bắt đầu đăng video lên kênh YouTube bằng điện thoại, thì bây giờ mình hãy sử dụng cái trình duyệt Chrome mở lên. Trên thanh công cụ tìm kiếm, các bạn hãy vào trang web m.youtube.com và chúng ta nhấn tìm kiếm. Vâng, ở đây các bạn dấu 3 chấm trên này các bạn hãy đánh vào và kéo xuống đây, trang web cho máy tính đánh dấu vào. Rồi sau đó chúng ta nhấn vào thanh tìm kiếm là YouTube Studio. Hãy đánh chữ YouTube Studio này vào. Đấy, hãy mở trang web lên. Và khi mở ra thì các bạn để ý ở cái biểu tượng avatar ở đây nhé. Nếu như là nó đã cập nhật tên kênh của các bạn rồi thì không sao. Đấy. Còn nếu chưa cập nhật cái tên kênh, như cái kênh của mình cần đăng video, thì các bạn hãy nhấn vào cái biểu tượng này để các bạn hãy đăng nhập kênh vào đây. Còn bây giờ đã đăng nhập kênh rồi thì các bạn, thì bên cạnh nó là có cái nút tạo này, các bạn nhấn nút tạo này, rồi nhấn nút tải video lên này. Sau đó các bạn hãy nhấn vào nút này, chọn tiệp tin này, rồi chúng ta nhấn vào tệp này, sau đó là nhấn vào video này. Rồi sau đó kéo đây, chọn video của mình để phần Photoshop này. Sau đó hãy chọn thư mục Nine Master này. Mình sẽ nhấn vào cái video này cần đăng này. Và nhấn nút xong này. Sau đó chúng ta hãy đợi tải này. Đợi nó tự động load lên này. Vâng thưa các bạn, sau khi chúng ta đăng tải video lên, việc đầu tiên là trong cái video này các bạn hãy đánh tiêu đề. Đây là cái tiêu đề video, cái từ khóa bắt buộc chúng ta phải. Ví dụ như mình đây là cái từ khóa, bẻ khóa phá mật khẩu màn hình điện thoại. Sau khi chúng ta cài đặt được cái từ khóa xong, bây giờ chúng ta xuống cái phần 2 là ở cái phần mô tả. Trong cái phần mô tả này mới là cái quan trọng nhất để chúng ta cài đặt cái phân cảnh cho video của mình. Bây giờ các bạn hãy viết đi, ví dụ như mình viết ở đây. Trong video này, Tuấn Net sẽ, sau khi các bạn đã giới thiệu cái phần mô tả trong video của mình, thì đến cái phần các bạn giới thiệu xong, ví dụ như mình ở đây, mình nói là đến cái dòng cuối cùng, bị quên trên chiếc điện thoại Oppo A54, chấm. Sau đó chúng ta viết xuống dòng nhé. Nào, xuống dòng. Xuống dòng, việc đầu tiên ở đây là bắt đầu cái phân cảnh đầu tiên trong video này. Ví dụ như mình viết là 00.00 bắt đầu, dấu cách này, xong bắt đầu giới thiệu này. Đấy, bắt đầu này. Đấy, hoặc là giới thiệu này, đấy. Khi các bạn viết xong nhé, cái bắt đầu này, cái cảnh đầu tiên này. Sau đó các bạn sẽ xuống dòng này. Rồi, chúng ta xuống dòng ở đây. Các bạn ghi là ví dụ như là 0 phút này, 01 này, 2 chấm này, 25 này, là cái gì đó. Trong video này các bạn hay viết ví dụ như là tắt nguồn để bẻ khóa này, tắt nguồn để phá khóa này, nguồn này để phá khóa này. Đó, sau đó cảnh 2 các bạn viết xong, các bạn nhấn xuống dòng và các bạn tiếp tục viết cảnh 3 y như trang như vậy. Vâng, đây là một cái cách chúng ta viết trực tiếp ở đây thì nó lâu. Tại sao khi nãy mình lại bảo các bạn là chúng ta soạn thảo trên cái trang nào đó, ví dụ mình soạn thảo sẵn ở trang Zalo, thì bây giờ các bạn hãy để cái con trỏ chuột xuống dòng như thế này rồi nhá. Sau đó là chúng ta hãy quay trở lại với Zalo. Đây, chúng ta hãy quay về với Zalo. Đây, chúng ta hãy quay về cái Zalo, chúng ta copy cái chúng ta vừa soạn thảo ở đây.
để nó nhanh hơn, chúng ta nhấn vào và nút copy. Xong đã, chúng ta mở lên cái chôm và đây xuống cái phần mô tả vừa nãy con trỏ chuột đây, các bạn hãy nhấn dán vào đây là xong đấy, dán vào đây này. Khi các bạn dán vào nhé, cái giữa cái phần Oppo A54 ví dụ sẽ đây nó có cái dấu cách, các bạn hãy phải chỉnh sửa lại là các bạn hãy nhấn cho nó liền tùy luôn đấy, xuống dòng luôn không cách cái gì nha. Đây là mình đã được cái phân cảnh mình đã soạn thảo sẵn, mình dán đây nhanh rồi. Thế đây là cái cách này là để khi các bạn đăng video lên mới nhất, còn khi các bạn muốn chỉnh sửa hoặc là phân cảnh trong các video đã đăng lên rồi thì làm thế nào? Bây giờ các bạn vào kênh, rồi chúng ta hãy thoát ra vào kênh YouTube. Đây mình vào kênh YouTube. Rồi bây giờ hãy nhấn vào kênh của bạn này. Rồi sau đó quản lý video này. Bây giờ nhé, mình ví dụ như ở cái video này mình chưa viết phân cảnh cho nó, hoặc là viết rồi nhưng mình chưa chuẩn thì mình muốn chỉnh sửa lại, thì các bạn nhấn vào ba chấm rồi ghi đó chỉnh sửa video này. Rồi sau đó đến cái phần mô tả, các bạn nhấn vào phần mô tả ở đây, các bạn hãy kéo lên đây. Trong cái phần mô tả ở đây mình đã viết rồi, mình đã chỉnh rồi. Trong cái phần mô tả của cái video này các bạn chưa cài đặt cái phân cảnh cho video thì khi các bạn hãy đến cái phần cuối cùng này, các bạn hãy xuống dòng và các bạn viết phân cảnh ở đây 00.00 bắt đầu, ví dụ như thế đấy không. Hoặc là khi chúng ta đấy, khi mình đã viết xong cái phần mô tả ở đây rồi thì nó có thể nó không hợp lý, thì các bạn hãy nhấn, ví dụ mình muốn sửa cái cảnh là 0:00 là sai rồi này đấy, cái cảnh ban đầu đây là đúng không, đúng là nó phải là 00 cơ, thì mình sẽ sửa 00 bắt đầu và giới thiệu đấy, cái bắt đầu phải giới thiệu đấy, chúng ta sửa lại đấy, viết mới hoặc sửa lại ở trong cái video cũ, cái video chúng ta đã đăng lên kênh rồi nó là như thế. Sau đó cũng lần lượt như vậy, các bạn viết phân cảnh xong rồi, sau đó các bạn hãy thoát cái mũi tên này ra và các bạn nhấn chữ lưu đó, thì cái video chúng ta vừa chỉnh sửa xong đó nó đã phân cảnh, hoặc là cái video đó chúng ta đã phân cảnh mới. Còn bây giờ chúng ta quay lại cái màn hình ban nãy. Đây. Ví dụ như mình đã viết đến phân cảnh ở cái đoạn này rồi. Đấy. Sau đó các bạn có thể là xuống dòng, các bạn dấu cách xuống. Bây giờ các bạn thêm cái phần giới thiệu gì đó nữa thì tùy các bạn. Sau khi các bạn đã viết phân cảnh xong ở cái phần mô tả video, thì bây giờ tiện đây mình sẽ giới thiệu qua luôn cho các bạn, chứ nào chưa biết thì có thể là tham khảo thêm về cái phần thu nhỏ. Trước hết các bạn phải chuẩn bị sẵn một cái hình thu nhỏ, thì các bạn nhấn vào cái ô đầu tiên hình thu nhỏ, tải hình thu nhỏ lên. Còn nếu không, video đã tải xong rồi ấy, thì nó có tự phân chia ba cái cảnh ở đây. Đấy, có thích thay đổi thì các bạn nhấn vào ba chấm này thay đổi, hoặc là tải xuống, các bạn nhấn đây là tải xuống thì là cái hình thu nhỏ chúng ta đã tải xuống, các bạn thấy không, được luôn này. Mở khóa xóa mật khẩu màn hình Note 9 CMao đấy. Rồi bây giờ chỉ cần đợi nó tải xong video, bây giờ xuống cái phần nữa là danh sách phát, các bạn hãy chọn vào đây, mình đặt là danh sách phát cho điện thoại. Xong tiếp theo xuống cái phần nội dung này có phải là dành cho trẻ em không, nếu không thì chúng ta, nếu có thì không có thì chúng ta nhấn vào không, nội dung này không dành cho trẻ em, đánh cái dòng thứ hai rồi đúng không. Để cái phần thẻ này đấy, các bạn hãy đánh cái từ thẻ vào đây. Trong cái thẻ này là ví dụ như mình viết cái thẻ là cách phá mật khẩu màn hình điện thoại này. Để cái phần ngôn ngữ, các bạn hãy nhấn vào cái mũi tên quay xuống để nó hiện ra cái bảng ngôn ngữ, và bây giờ chúng ta hãy kéo xuống chọn ngôn ngữ tiếng Việt cho video này. Đây, ngôn ngữ tiếng Việt. Sau khi chọn ngôn ngữ tiếng Việt xong, ngày quay thì các bạn không. Rồi sau đó các bạn hãy kéo sang bên này, nhấn vào chữ tiếp theo dưới góc phải của màn hình. Đến cái trang 2 là cái trang phần quảng cáo. Ở cái video này, đây là cái cài đặt quảng cáo. Các bạn đã có kênh bật kiếm tiền rồi thì các bạn đã quá quen thuộc. Còn các bạn nào có kênh chưa bật kiếm tiền thì các bạn có thể tham khảo, hoặc không các bạn cũng bỏ qua. Còn các bạn muốn lưu các cài đặt thì các bạn nhấn vào tiếp tục. Đấy. Rồi sau cái phần quảng cáo thì các bạn hãy kéo xuống cái phần dưới này. Đây, cái phần tiếp theo ở dưới này, nhấn tiếp theo. Rồi sang cái phần độ phù hợp với quảng cáo thì hãy click vào cuối cùng này, và sang bên này đồng ý.
đánh giá. Vâng, sau khi các bạn đã cài đặt hết các bước của cho cái video này, ví dụ các bạn muốn công chiếu thì các bạn công khai này, sau đó là các bạn lên lịch này, sau đó khi các bạn cài đặt rồi thì các bạn nhấn vào lưu, rồi sau đó chúng ta nhấn vào nút tải video lên. Vậy là chúng ta đã giới thiệu xong cái phân cảnh cho video của mình. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp lần sau.